Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2024 với những chuyên mục: Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 10 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng đọc trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 28 thường niên 5B. Đức Thánh Cha nói: "Bài tin mừng trong phụng vụ hôm nay nói với chúng ta về một thanh niên giàu có chạy đến gặp Chúa Giêsu và xin Ngài: Thưa Thầy nhân lành, con phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Chúa Giêsu mới gọi anh hãy từ bỏ mọi sự và theo Ngài. Nhưng người ấy buồn giàu bỏ đi vì sách thánh kể, thực ra anh có nhiều của cải." Chúng ta có thể thấy hai động thái của người thanh niên ấy. Ban đầu, anh chạy đến để gặp Chúa Giêsu, nhưng sau cùng anh ra đi trong buồn rầu. Chúng ta hãy dừng lại điểm này. Trước tiên, người ấy chạy đến gặp Chúa Giêsu. Như thể trong tâm hồn có cái gì đó thúc đẩy anh. Thực vậy, tuy có bao nhiêu của cải, nhưng anh không mãn nguyện. Anh mang trong mình một băn khoăn, tìm kiếm một cuộc sống sung mãn hơn. Như các bệnh nhân và những người bị quỷ ám thường làm, anh sấp mình xuống dưới chân của Thầy. Anh giàu có, vậy mà cần được chữa lành. Chúa Giêsu nhìn anh âu yếm, rồi Ngài đề nghị anh một phương thức trị liệu. Đó là bán tất cả những gì anh có, trao cho người nghèo rồi đi theo Ngài. Nhưng lúc đó xảy đến một kết luận không ngờ. Người ấy tỏ ra buồn bã trên nét mặt và ra đi. Ước muốn gặp Chúa Giêsu mạnh mẽ và nồng nhiệt bao nhiêu, thì nay cuộc dã từ Ngài càng lạnh lẽo bấy nhiêu. Cả chúng ta cũng mang trong tâm hồn một nhu cầu không thể đè nén, mong được hạnh phúc và một cuộc sống đầy ý nghĩa. Nhưng chúng ta có thể rơi vào ảo tưởng, nghĩ rằng câu trả lời chúng ta có thể tìm thấy trong sự sở hữu những của cải vật chất và an ninh trần thế. Trái lại, Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta về với sự thật của những ước muốn của chúng ta và làm cho chúng ta khám phá rằng, trong thực tế, điều thiện mà chúng ta khao khát chính là Thiên Chúa, tình thương của Ngài đối với chúng ta và cuộc sống đời đời mà Ngài và chỉ có Ngài mới có thể ban cho chúng ta. Sự giàu sang đích thực chính là được Chúa nhìn đến với tình yêu thương như Chúa Giêsu đã làm với người ấy và yêu thương nhau giữa chúng ta, biến cuộc sống chúng ta thành một món quà cho những người khác. Vì vậy, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy liều yêu thương, bán tất cả mọi sự để cho người nghèo. Điều này có nghĩa là cởi bỏ chính mình và những an ninh giả tạo của chúng ta, quan tâm đến những người nghèo và chia sẻ tài sản của chúng ta, không những sự vật mà chúng ta có, nhưng chính con người chúng ta, đó là các tài năng, tình bạn, thời giờ của chúng ta, vân vân. Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị em thân mến, người giàu có ấy không muốn liều yêu thương và ra đi với bộ mặt buồn sầu. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta hãy tự hỏi, con tim tôi quyến luyến với cái gì? Làm thế nào thỏa mãn sự đói khát cuộc sống và hạnh phúc của chúng ta? Chúng ta có biết chia sẻ với người nghèo, người đang gặp khó khăn hay người đang cần được lắng nghe một chút, cần một nụ cười, một lời nói giúp đỡ họ tìm lại hy vọng hay không? Chúng ta hãy nhớ điều này. Sự giàu có đích thực không phải là những của cải trần thế này, nhưng là được Thiên Chúa yêu thương và học yêu thương như Chúa. Và giờ đây, chúng ta hãy cầu xin sự truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin mẹ giúp chúng ta khám phá nơi Chúa Giêsu kho tàng cuộc sống. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha gửi thư đến các hồng y tân cử, hãy ngước mắt lên, chắp tay lại và đi chân trần. Và Tổng thống Ukraine bày tỏ hy vọng chiến tranh sẽ kết thúc. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Tại Tổng Giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Tiếp tục với hành trình chào sứ vụ. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10, quý cha được bổ nhiệm nhận sứ vụ mới trong đợt tháng 9 vừa qua, tiếp tục cử hành thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhận sứ. Cụ thể, vào lúc 9 giờ 30 ngày 12 tháng 10, hơn 700 nhân danh giáo sứ Phú Thứ vui mừng chào đón cha tân chính sứ Phêrô Nguyễn Văn Hải về đồng hành cùng bà con dân sứ trong hành trình sống đức tin. Thánh lễ và nghi thức trao sứ vụ cho vị mục tử mới do cha tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng chủ sự. Kế đó, vào sáng ngày 13 tháng 10, Chủ nhật 28 thường niên, Cộng đoàn Dân Chúa Giáo sứ Canh Hoạch và Trình Xá thuộc giáo hạt Thanh Oai chính thức đón cha tân chính sứ An Tôn Lê Văn Quyết. Thánh lễ và nghi thức trao sứ vụ do cha tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng chủ sự. Đồng tế với ngài có cha quản hạt Thanh Oai cùng quý cha trong và ngoài giáo hạt. Hôm nay, 14 tháng 10, tại giáo sứ Đông Lào, Đức Tổng giám mục Giuse đã về chủ sự thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhận sứ của cha Giuse Vũ Ngọc Ruẫn. Thánh lễ diễn ra vào lúc 9 giờ 30. Liên quan đến hoạt động bác ái,
thứ Bảy ngày 12 tháng 10, chương trình Bữa cơm yêu thương của Caritas Tổng giáo phận Hà Nội phối hợp với Ban Caritas Giáo xứ Giảng Võ để mở rộng thêm điểm phát cơm mới tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Và mỗi sáng thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần, các cộng tác viên, các tình nguyện viên cùng quý cha, quý sơ trong chương trình Bữa cơm yêu thương lại tập trung để nấu cơm và đóng hộp những suất cơm tại Cộng đoàn Tu đoàn Truyền tin nữ. Sau đó, những suất cơm được các cộng tác viên âm thầm chuyển đến trao tặng cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại 4 điểm là Bệnh viện Ca Tân Triều, Bệnh viện Nông nghiệp, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Cơ sở 2 và Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Với tinh thần bác ái Kitô giáo và lòng nhiệt huyết hăng say tông đồ, Caritas Tổng giáo phận Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh chương trình Bữa cơm yêu thương qua việc mở rộng thêm điểm phát cơm thứ 5 tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Để điểm phát cơm mới này đi vào hoạt động, có sự cộng tác nhiệt thành của cha xứ và Ban Caritas Giáo xứ Giảng Võ. Trong buổi đầu tiên phát cơm tại đây, 140 suất cơm đã nhanh chóng được trao trong sự đón nhận một cách vui vẻ, hồ hởi của người nhà các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Như vậy, hiện nay, chương trình Bữa cơm yêu thương mỗi tuần đã nấu và phát 1.500 suất cơm. Đức Thánh Cha gửi thư đến các hồng y tân cử, hãy ngước mắt lên, chắp tay lại và đi chân trần. Trong lá thư gửi cho 21 tân hồng y sẽ được tấn phong vào tháng 12 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco mới gọi các vị thể hiện ba thái độ đặc trưng của Thánh Gioan Thánh Giá, đó là mắt hướng lên, tay chắp lại và chân trần. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, việc thăng chức cho các ứng viên lên hồng y đoàn sẽ gắn kết họ với giám mục Roma và nhắc nhở rằng tư cách thành viên trong hồng y đoàn là biểu hiện của sự hiệp nhất của giáo hội và mối liên kết gắn kết tất cả các giáo hội với giáo hội Roma này. Trong lá thư, Đức Thánh Cha Francisco mời các hồng y được bầu thể hiện ba thái độ mà một nhà thơ người Argentina từng mô tả về Thánh Gioan Thánh Giá và cũng áp dụng cho chúng ta, mắt hướng lên, tay chắp lại, chân trần. Giải thích về ba thái độ này, Đức Thánh Cha nói với các hồng y tương lai rằng công việc phục vụ mới của họ trong giáo hội sẽ đòi hỏi họ phải mở rộng tầm nhìn và mở rộng trái tim để nhìn xa hơn và yêu thương nồng nhiệt hơn. Họ phải chắp tay cầu nguyện để có thể chăn dắt tốt đàn chiên của Chúa Kitô. Cầu nguyện là lãnh địa của sự phân định, giúp phân định ý muốn của Chúa và tuân theo. Cuối cùng, các vị phải giữ đôi chân trần vì họ chạm vào thực tế khắc nghiệt của tất cả những nơi trên thế giới đang bị đau đớn và khổ sở đè nặng. Điều này đòi hỏi các hồng y mới phải có lòng trắc ẩn và lòng thương xót lớn lao. Kết thúc bức thư, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn các hồng y đắc cử vì lòng quảng đại của họ và cam kết cầu nguyện cho họ rằng tước hiệu người tôi tớ sẽ ngày càng làm lu mờ tước hiệu người cao trọng. Tổng thống Ukraine bày tỏ hy vọng chiến tranh sẽ kết thúc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ hy vọng rằng cuộc chiến với Nga sẽ kết thúc vào năm tới. Ông đưa ra những bình luận này tại Berlin, thủ đô của Đức, nơi ông đến sau các cuộc hội đàm tại Vatican với Đức Thánh Cha Francisco. Tuy nhiên, sự kết thúc của cuộc xung đột vũ trang dường như vẫn còn rất xa, với các cuộc đụng độ mới được báo cáo vào thứ Bảy ngày 12 tháng 10 vừa qua. Các nhân chứng vô cùng bàng hoàng khi ngọn lửa bao trùm một nhà ga do Moscow kiểm soát tại Crimea do Nga chiếm đóng trong hơn 4 ngày sau khi Ukraine phóng ít nhất 2 tên lửa. Nhà ga dầu khí biển ở Feodosia, một nhà cung cấp nhiên liệu thiết yếu cho lực lượng Nga, được cho là ban đầu bị Ukraine nhắm đến để trùng với sinh nhật lần thứ 72 của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Ba vừa qua. Nhà ga này đã cháy kể từ đó, nhưng các vụ nổ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ở một diễn biến khác vào thứ Bảy, các quan chức cho biết quân đội Ukraine đã tấn công một kho nhiên liệu ở khu vực Luhansk do Nga chiếm đóng ở miền đông Ukraine gây ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, Nga đang phản công tuyên bố lực lượng của nước này đã chiếm được hai ngôi làng tiền tuyến ở miền đông Ukraine. Đây là động thái mới nhất trong các loạt các chiến dịch giành lãnh thổ của Moscow. Tuy nhiên, việc đưa tin về chiến tranh đang trở nên nguy hiểm hơn đối với các nhân viên truyền thông, khi Ukraine tuyên bố sẽ điều tra cái chết của nhà báo Ukraine 27 tuổi Victoria Rochina. Bất chấp những thất bại này, Tổng thống Ukraine vẫn bày tỏ hy vọng rằng cuộc chiến với Nga sẽ kết thúc vào năm tới. Tổng thống đã phát biểu tại Berlin trong chuyến thăm để yêu cầu hỗ trợ quân sự liên tục. Thủ tướng Đức cam kết rằng Đức và các đối tác Liên minh châu Âu sẽ gửi thêm thiết bị quốc phòng tới Ukraine trong năm nay và viện trợ của Đức trị giá 4 tỷ euro, tương đương khoảng 4,4 tỷ đô la. Trước đó, vào sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 10, Đức Thánh Cha cũng đã tiếp Tổng thống Ukraine. Nội dung cuộc trò chuyện tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh liên quan đến tình hình nhân đạo, những cách thức có thể chấm dứt cuộc chiến, hướng tới một nền hòa bình ổn định cho quốc gia, các vấn đề liên quan đến đời sống tôn giáo trong nước. Theo phòng báo chí Tòa Thánh, trong cuộc trò chuyện kéo dài 35 phút, Đức Thánh Cha đã nói với ông Zelensky về đau khổ của các trẻ em Ukraine,
nhấn mạnh rằng nhiều em đã mất khả năng mỉm cười. Còn Tổng thống xin Đức Thánh Cha giúp can thiệp để các tù nhân Ukraine đang ở Nga được tự do, đặc biệt các nhà báo. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine còn có cuộc gặp gỡ khác ở Phủ Quốc vụ Khanh. Tại đây, nội dung thảo luận của ông Zelensky với Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, liên quan đến tình hình chiến tranh và nhân đạo ở Ukraine, cũng như những cách thức có thể chấm dứt cuộc chiến, hướng tới một nền hòa bình ổn định cho quốc gia. Bên cạnh đó, một số vấn đề liên quan đến đời sống tôn giáo trong nước cũng được xem xét. Chuyên mục Gương Thánh Nhân. Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Teresa Avila, Tiến sĩ Hộ Thánh. Thánh nữ Teresa Avila qua đời tại Alba de Tormes, Tây Ban Nha, ngày 5 theo lịch cũ Julian, hay ngày 15 tháng 10 năm 1582, ngày bắt đầu lịch mới Gregoire. Ngài được Đức Giáo Hoàng Gregoire thứ 15 phong thánh vào năm 1622 và được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tuyên dương là Tiến sĩ Hội Thánh năm 1970. Teresa Jesús, gọi là Avila, tên Tây Ban Nha là Teresa de Agumana y Cepeda, sinh ngày 28 tháng 3 năm 1515 ở Avila, Tây Ban Nha, trong một gia đình quý tộc gồm 8 cậu con trai và 3 cô con gái. Được thấm nhiễm những câu chuyện và những bài đọc đạo đức, lúc 8 tuổi, cô bé trốn nhà đến sống giữa người Moor với hy vọng được tử đạo để thấy Thiên Chúa. Sau khi bị bắt về nhà, cô đã sống những năm hạnh phúc trong gia đình. Rất xinh đẹp và có duyên, cô cũng phần nào thích làm đòm và vướng vào một chuyện rắc rối ngây thơ với một người anh họ. Bấy giờ, cô khoảng 16 tuổi, cha cô phải gửi cô đến ở nhà dòng Thánh Augustine ở Avila. Tại đây, cô đã có quyết định trở thành nữ tu. Vì thế, sau khi trở về nhà, cô bị cha chống đối ơn gọi, nên cô đã trốn nhà để đi vào dòng Carmen Chúa Nhập Thể ở Avila ngày 2 tháng 11 năm 1537. Tại đây, cô đã tuyên khấn trọng thể ngày 3 tháng 11 năm 1537, lúc 22 tuổi. Tư chất thông minh nhưng sức khỏe lại yếu kém, chị Teresa Jesús gặp nhiều thử thách nghiêm trọng về sức khỏe. Sau này, chị nói với cha Diego, "Thưa cha, con nghi ngờ không biết có cơ thể sống nào lại chịu nhiều đau khổ hơn con." Cũng thế, đời sống thiêng liêng của chị trong khoảng 20 năm cũng chỉ tỏ ra bình thường, không có sự sốt sắng đặc biệt nào. Cho tới mùa chay năm 1554, khi chị đọc quyển Tuyên xưng Confessions của Thánh Augustino và suy ngẫm trước hình Chúa chịu đánh đòn, chị đã hoán cải để bước vào một đời sống sốt mến nồng cháy. Từ đó, tình yêu Thiên Chúa của chị sẽ trở thành một ngọn lửa thiêu đốt. 6 năm sau, thị kiến hỏa ngục làm chị hiểu được giá trị của các linh hồn và mối nguy mất linh hồn. Lúc ấy, chị quyết định làm mọi sự để cứu rỗi các linh hồn. Thế là bắt đầu thời kỳ thứ hai của cuộc đời Teresa Jesús, lúc ấy chị 40 tuổi. Khao khát sống theo tin mừng hơn và nhận thấy sự lỏng lẻo về kỷ luật tu trì trong tu viện của chị cũng như trong các tu viện khác của dòng Carmen, chị quyết định hiến mình cho việc cải cách dòng. Được Thánh Pedro Alcántara và Thánh Francisco Borgia nâng đỡ, năm 1562, chị Teresa lập tu viện cải cách đầu tiên của các chị dòng Carmen đi chân không, tu viện Thánh Giuse ở Avila. Tại đây, các nữ tu nghiêm ngặt tuân giữ bộ luật dòng Carmen nguyên thủy, các ơn gọi tăng nhanh và sự sốt sắng của các chị em thật cao vời. Vài năm sau, năm 1567, chị được phép của bề trên tổng quyền Carmen thiết lập thêm những tu viện cải cách khác. Thế là chị Teresa Jesús bắt đầu một đời sống kỳ diệu, hầu như luôn luôn hành trình trong sự thiếu tiện nghi và nguy hiểm. Năm 1571, chị trở về làm bề trên tu viện Chúa Nhập Thể ở Avila 1571-1574 và tổ chức công cuộc cải cách ở đây với sự trợ giúp của Thánh Gioan Thánh Giá. Sau đó, chị lại tiếp tục các cuộc hành trình để mở ra những tu viện mới. Năm 1567, bề trên tổng quyền dòng Carmen cho phép chị Teresa Jesús lập những tu viện cải cách cho nam giới. Chị giao nhiệm vụ này cho Thánh Gioan Thánh Giá,
cha giải tội của chị từ năm 1572 đến năm 1577. Như thế, đến khi chị mất năm 1582, chị đã lập được 16 tu viện nữ và 14 tu viện nam. Thánh Teresa Avila đã để lại cho chúng ta một kho văn chương vô cùng phong phú, có giá trị tuyệt vời. Các tác phẩm của thánh nữ được xếp theo trình tự thời gian, gồm sách cuộc đời, tiểu sử tự thuật, con đường hoàn thiện, các tư tưởng về tình yêu Thiên Chúa, các lời cảm thán, hiến pháp dòng, lập các tu viện, cách thức kinh lý tu viện, lâu đài nội tâm hay bảy nơi cư trú của linh hồn, hành trình của ân sủng trong bảy nơi cư trú của linh hồn, các lời khuyên, các tư tưởng và các bản văn ngắn khác, các vần thơ, thư từ, khoảng 650 lá thư. Tính cách của Thánh Teresa Avila được phản ánh trong các tác phẩm của Ngài mà ngày nay vẫn còn sức hấp dẫn đối với các tín hữu và người ngoại đạo. Những tác phẩm này tạo cho Thánh Teresa Jesus một chỗ đứng độc đáo, không những trong lĩnh vực tôn giáo mà cả trong lĩnh vực văn chương miền Castile và thế giới. Radio Tổng giáo phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại!